Rồi chép từ neo mũi titan rã xe nha. Cái này nhiều quá, số lượng nhiều quá, giờ ở đè đến nào cứng vô đó kệ. Nào cứng bán rẻ hơn nha. Này cũng bim đất luôn nè. Kiểu bim đất màu trắng nè. Kiểu này thì là của Meridian thì gắn cũng gắn xe. Nói chung là mấy cái này của bim đất thì nó có sẵn trụ. Còn cái này có một số cái nó chưa gắn trụ. Này 150 một cặp. Cái nào móp mũi thì móp chút xíu không ảnh hưởng gì đâu. Móp chứ không rách nha. Móp thì bán 100.000, qua mấy trang thương mại điện tử thì tăng 10% nha. Mấy chép này từ neo. Côn chắc 25 năm á. Mũi titan ha. Ủa neo quá hả? Dạ. Neo vừa thấy được. Cảm ơn nhiều. Thích thường rồi.